Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn. Có rất là nhiều những video về các tính từ thường gặp hoặc là động từ thường gặp. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ có một cái video về những cái cặp tính từ, động từ đồng nghĩa. Như vậy thì các bạn sẽ rất dễ dàng để có thể học. Học một thì biết được hai, học được từ này thì các bạn sẽ biết được cái từ đồng nghĩa tương đồng với nó. Và mình lưu ý rằng những cái từ đồng nghĩa thì không phải là lúc nào nó cũng giống 100% mà nó sẽ giống khoảng 70-80%. Thì như vậy cũng tùy thuộc vào ngữ cảnh nữa mà các bạn sẽ lựa chọn sử dụng từ này mà không phải là từ kia. Mình sẽ có nhiệm vụ là chia sẻ với các bạn, giới thiệu đến các bạn những cái cặp từ đồng nghĩa. Còn nhiệm vụ của các bạn đó là các bạn hãy cố gắng tìm hiểu thêm và lấy ví dụ với những cái từ vựng đó nhé. Như vậy thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cách sử dụng của từng từ. Và mình sẽ chia ra làm hai video. Các bạn đón xem cái phần còn lại trong 90 cặp tính từ động từ này ở video sau nhé. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký Hàn Quốc Sarang để các bạn không bỏ lỡ những video sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào những cái cặp từ đầu tiên. Chúng ta có tăng lên hoặc là gia tăng. Trong tiếng Hàn chúng ta sẽ có hai cái động từ là 늘어가다, 늘어가다 hoặc là 증가하다, 늘어가다, 늘어가다 mà nghĩa là tăng lên, đi lên. 증가하다, 증가하다 mà nghĩa là gia tăng. Thì cả hai cái trường hợp này các bạn để hiểu là tăng lên hoặc là gia tăng. Thứ hai, chúng ta có cái nghĩa tiếng Việt là có khả năng hoặc là có thể. Có từ, chúng ta có từ đầu tiên là 가능하다, 가능하다 mà nghĩa là có khả năng đấy. Và cái từ thứ hai là 할 수 있다, 할 수 있다 mà nghĩa là có thể làm. Như vậy, 가능하다 và 할 수 있다 mà nghĩa là có khả năng hoặc là có thể. Tất nhiên, khi mà các bạn sử dụng thì nó sẽ khác nhau đôi chút, một vài chút. Thì các bạn có thể các bạn tự tìm hiểu nhé, tự tra từ điển để các bạn xem là hai cái từ này nó khác nhau một chút ở chỗ nào. Và các bạn cố gắng lấy ví dụ, đặt câu lấy ví dụ để các bạn thấy rõ hơn cái sự khác nhau một chút đó. Còn về cơ bản các bạn hiểu là nó đều mang nghĩa là có khả năng, có thể. Tiếp theo chúng ta có từ ưu tú hoặc là xuất sắc. Những cái gì đó rất là ưu việt, rất là giỏi giang, ưu tú. Chúng ta có từ huliunghata, huliunghata, huliunghata mà nghĩa là ưu tú, xuất sắc. Các bạn có thể dùng để nhận xét về ai đó rất là mẫu mực, rất là ưu tú. Các bạn chú ý về cách phát âm huliunghata, huliunghata. Và chúng ta có từ thứ hai là tuyonata, tuyonata, tuyonata cũng mang nghĩa là ưu tú, xuất sắc. Tiếp theo chúng ta có từ quá hoặc là thái quá hoặc là nghiêm trọng, tức là chỉ cái gì đó quá cái mức bình thường, ở cái mức thái quá nghiêm trọng thì các bạn sẽ có 지나치다, 지나치다, 지나치다. Có hai từ chi nhưng các bạn chú ý ở cái từ này, các bạn phát âm với âm bật hơi 지나치다. Và cái từ 심하다, 심하다 các bạn có từ 지나치다 mà nghĩa là quá, thái quá, tức là nó vượt mức bình thường. Còn cái từ 심하다 nó mang nghĩa là nghiêm trọng, tức là cũng vượt ở cái mức bình thường, đã trở thành cái mức nghiêm trọng rồi. Một từ các bạn dễ dàng thấy đó là từ cảm ơn. Thì các bạn có từ 고맙다, 고맙다 và từ 감사하다, 감사하다. Cái từ 고맙다 đây là một từ thuần Hàn, tức là không vay mượn, thì nó mang nghĩa là cảm ơn. Có cái từ 감사하다, một từ có gốc từ gốc Hán, thì nó mang nghĩa là 감사 là cảm tạ. Chúng ta cũng dịch cả hai cái từ này đều mang nghĩa là cảm ơn. Các bạn có thể sử dụng một trong hai cách này để nói cảm ơn đều được. 고맙습니다, 감사합니다 hoặc là 고마워요 hoặc 감사해요. Tiếp theo chúng ta có từ cống hiến hoặc là đóng góp. Thì cống hiến và đóng góp thì nó đều mang nghĩa giống nhau đúng không? Chúng ta có từ 공헌하다, 공헌하다 mà nghĩa là cống hiến. Đây cũng là một từ gốc Hán, 공헌. Các bạn nghe phát âm rất là giống từ cống hiến đúng không? Và cái từ thứ hai là 기여하다. Các bạn có từ 기여하다, 기여하다 mà nghĩa là đóng góp, cũng mang nghĩa là đóng góp cống hiến. 공헌하다 và 기여하다, cống hiến, đóng góp.
Từ thứ bảy là có từ thiếu. Chúng ta có thể sử dụng là mocharata, mocharata, mocharata là thiếu, hoặc là buchokata, buchokata, buchokata cũng mang nghĩa là thiếu. Các bạn chú ý về cách phát âm, các bạn nối âm lên, phát âm thành âm khờ. Buchokata, buchokata, thiếu. Và mocharata cũng mang nghĩa là thiếu. Tiếp theo chúng ta có từ tìm hoặc là kiếm hoặc là tìm kiếm. Trong tiếng Hàn có từ là chatta, chatta cũng mang nghĩa là tìm kiếm hoặc là kuhata. Nhưng thường các bạn sẽ có từ chatta có thể dùng là gì nhỉ? Tôi đang tìm cái ví bị mất hoặc là đang tìm nhà, các bạn cũng dùng với từ chatta. Còn từ kuhata có thể là gì nhỉ? Tìm tài liệu này, hoặc là các bạn cũng có thể là tìm nhà, tôi đang tìm kiếm nhà, nhà ở, nhà thuê thì các bạn cũng dùng với từ kuhata. Cả hai từ này đều mang nghĩa là tìm, tìm kiếm. Chatta, chatta và kuhata, kuhata. Tiếp theo chúng ta có từ lúng túng hoặc là bối rối hoặc là ngượng ngượng thì các bạn có từ osekata, osekata, osekata mang nghĩa là lúng túng, bối rối. Hoặc các bạn có từ somokata, somokata, somokata mang nghĩa là ngượng ngượng, cũng mang nghĩa là ngượng ngượng, bối rối. Osekata, osekata hoặc somokata, somokata. Các bạn chú ý nối âm giống như phần chữ màu xanh. Tiếp theo các bạn có từ lo lắng hoặc là lo ngại hoặc là lo âu. Một từ các bạn dễ thấy nhất là từ kokchonhata, kokchonhata mang nghĩa là lo lắng. Còn cái từ yomnyohata, yomnyohata thì nó khác một chút, nó lại mang nghĩa là lo ngại. Thực ra thì lo lắng hay là lo ngại thì nó cũng không khác nhau là mấy. Yomnyohata, yomnyohata. Các bạn chú ý về cái phát âm, viết ở đây là ryo nhưng mà khi phát âm thì các bạn đọc là nyo. Yomnyohata. Và cái từ nữa là từ kunshimhata, kunshimhata cũng mang nghĩa là lo âu, lo lắng. Như vậy các bạn có kokchonhata, kokchonhata. Phần chữ màu xanh các bạn chú ý mình đã biến âm cho các bạn gấp đôi phụ âm. Và cái từ yomnyohata, yomnyohata. Và cái từ kunshimhata, kunshimhata, lo lắng, lo ngại, lo âu. Tiếp theo chúng ta có từ đồng nhất hoặc là giống nhau hoặc là giống. Cái từ đồng nhất ấy, thì trong tiếng Hàn là tung il hata, tung il hata. Tung có nghĩa là đồng, còn il là nhất. Il i sam sai, các bạn có bộ số đếm đấy, thì cái từ il mang nghĩa là nhất. Tung il có nghĩa là đồng nhất, đồng nhất hoặc là giống nhau đấy. Tung il hata. Và các bạn cũng có từ nữa là từ katta, katta mang nghĩa là giống, giống nhau, tựa như. Như vậy tung il hata hoặc là katta, katta, đồng nhất, giống nhau, giống. Nữa là chúng ta có từ liệt kê, liệt kê. Na yol hata, na yol hata, na yol hata, na yol hata. Và cái từ yol ko hata, yol ko hata, yol ko hata đều mang nghĩa là liệt kê. Tiếp theo ra có từ phát sinh, nảy sinh hoặc là xảy ra. Các bạn có 발생하다, 발생하다 mang nghĩa là phát sinh. Cái từ các bạn đây nhé, mình phân tích vào gốc tiếng Hán của nó nhé. Từ 발 mang nghĩa là phát, còn 생, 발생 có nghĩa là phát sinh. 생 các bạn cũng gặp trong từ 생일 có nghĩa là sinh nhật đấy. 발생 có nghĩa là phát sinh. Còn 생기다, 생기다 mà nghĩa là nảy sinh. Ví dụ là gì nhỉ? 일이 생겨서 늦게 왔어요. Có nghĩa là vì có việc nảy sinh, có việc phát sinh nên là tôi đã đến muộn. Thì các bạn có những cái từ này nó đều mang nghĩa là gì nhỉ? Phát sinh hoặc là nảy sinh. Nữa là các bạn có từ 일어나다, 일어나다. Các bạn sẽ nhầm lẫn sang cái từ thức dậy đúng không? Cái từ này cũng là thức dậy. Nhưng các bạn cũng có thể hiểu là nó xảy ra, tức là cái gì đó nó vươn ra, nó xảy ra. Bởi vì các bạn hiểu cái từ thức dậy nó giống như là chúng ta vươn vào, chúng ta thức dậy vậy. Thì cái từ ironata cũng thế, tức là nó chỉ cái trạng thái gì đó, cái việc gì đó nó bung ra, nó nảy ra, nó trồi lên. Thì vậy các bạn có 발생하다, 생기다 và ironata mà nghĩa là phát sinh, nảy sinh.
xảy ra. Tiếp theo là từ mệt mỏi, vất vả. Kutanhata, 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 tức là mệt mỏi, khổ sở, tức là gì nhỉ? Cái trạng thái rất là uể oải. Và ta cũng có từ pigonhata, pigonhata, cũng mang nghĩa là mệt, mệt mỏi, vất vả. Như vậy, kutanhata và pigonhata là mệt mỏi, vất vả. Nữa là chúng ta có từ mạnh mẽ hoặc là mạnh. Seta, seta, seta. Và cái từ kanghata, kanghata, kanghata mà nghĩa là mạnh. Tiếp theo các bạn có từ rảnh rỗi hoặc là thư thả. Rảnh rỗi trong tiếng Hàn ta có từ yoyurukta, yoyurukta, yoyurukta mà nghĩa là rảnh rỗi. Hoặc cái từ thứ hai là từ hankahata, hankahata cũng mang nghĩa là rảnh rỗi, thư thả, thong thả. Tức là chỉ cái trạng thái rất là rảnh, không vướng bận. Yoyurukta, các bạn chú ý về cách phát âm, mình đã lưu ý phần chữ màu xanh, gấp đôi phụ âm tờ lên. Yoyurukta và hankahata, rảnh rỗi, thư thả. Tiếp theo là có từ khiêm tốn. Kungsonhata, kungsonhata, kungsonhata. Và từ kyeomsonhata, kyeomsonhata, kyeomsonhata. Hai từ này đều mang nghĩa là khiêm tốn. Tuy nhiên, mình vẫn lưu ý lại là nó là từ đồng nghĩa nhưng không phải là giống nhau 100%. Nó sẽ sử dụng khác nhau một chút tùy thuộc. Thế thì các bạn tự tìm hiểu thêm trên Naver Dịch ý, hoặc là trong từ điển, không thiếu gì những cái ví dụ để các bạn có thể so sánh cái sự khác nhau giữa những cái từ này. Tuy là từ đồng nghĩa, từ là đồng nghĩa tức là nghĩa giống nhau, nhưng sử dụng tùy thuộc vào ngữ cảnh nó vẫn khác nhau một chút. Tiếp theo là có từ chuyển hoặc là truyền đạt. Các bạn có từ chonhata, chonhata, chonhata mà nghĩa là chuyển hoặc là chuyển, chuyển, truyền đạt. Nữa là chúng ta có từ chontalhata, chontalhata, chontalhata cũng mang nghĩa là chuyển, truyền đạt. Tiếp theo là có từ thể hiện hoặc là xuất hiện hoặc là biểu lộ. Nataneda, nataneda, nataneda mang nghĩa là thể hiện hoặc là xuất hiện. Nữa là cái từ pyochonhata, pyochonhata nó mang nghĩa là biểu lộ. Như vậy các bạn có nataneda và pyochonhata, nó mang nghĩa là thể hiện này, xuất hiện hoặc là biểu lộ ra bên ngoài. Tiếp theo ta có từ quyết tâm, thì các bạn có thể sử dụng một trong ba từ này. Kyeonsimhata, kyeonsimhata mang nghĩa là quyết tâm. Kyeonsimhata, các bạn có từ kyeonsim, cần chú ý về cách phát âm, gấp đôi phụ âm sờ lên ở cái âm tiết thứ hai. Kyeonsim có nghĩa là quyết tâm. Cái từ sim này vốn dĩ nó mang nghĩa là tâm. Kyeon là quyết ấy. Tiếp theo các bạn có từ maeum mokta, maeum mokta cũng mang nghĩa là quyết tâm. Maeum mokta, một cách nói hình tượng, maeum mokta, quyết tâm. Nữa là một từ là maeumul chonhata, maeumul chonhata cũng mang nghĩa là quyết tâm. Các bạn có thể giữ một trong ba từ này đều được. Kyeonsimhata, kyeonsimhata hoặc maeum mokta, maeum mokta hoặc maeumul chonhata đều mang nghĩa là quyết tâm. Tiếp theo các bạn có từ khiêm tốn, nhũn nhặn, các bạn hiểu là cái gì đó rất là nhún nhường ấy, thì các bạn có từ kyeomhohata, kyeomhohata, kyeomhohata mà nghĩa là khiêm hạ đấy các bạn ạ, tức là khiêm hạ, khiêm tốn, nhún nhường, nhũn nhặn. Hoặc các bạn cũng có từ kyeomsonhata, kyeomsonhata mà nghĩa là khiêm tốn. Thì cái từ này kyeomhohata thì mang nghĩa là khiêm hạ, còn cái từ kyeomsonhata nó mang nghĩa là khiêm tốn. Tiếp theo các bạn có động từ là chặn này, hoặc là lấp, hoặc là ngăn cản trở, hoặc là che giấu. Thì các bạn có từ makta, 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 chặn lấp, ngăn hoặc là cản trở. Makta thì các bạn cần chú ý, các bạn gấp đôi phụ âm tờ lên. Nữa là các bạn có từ karita, karita
mang nghĩa là che giấu, tức là lấy cái gì đó lấp lên để che giấu. Thì như vậy về căn bản hai cái từ này cũng là những cái từ đồng nghĩa, makta và karita. Tiếp theo chúng ta có từ xử lý, các bạn có thể dùng với chorihata, 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 xử lý, hoặc taruta, taruta, taruta. Hai từ này đều mang nghĩa là xử lý, chorihata hoặc taruta. Tiếp theo chúng ta có từ đảm trách hoặc là chịu trách nhiệm hoặc là gánh vác, butamhata, butamhata, mang nghĩa là đảm trách này, chịu trách nhiệm, gánh vác này, hoặc gormojida, 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 cũng mang nghĩa là đảm trách, gánh vác trách nhiệm, butamhata, butamhata và gormojida. Tiếp theo chúng ta có từ nhận ra, nhận biết, hiểu ra, từ ketatta, 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 mang nghĩa là nhận ra, ngộ nhận ra, nhận biết. Còn cái từ anta mang nghĩa là biết, hoặc các bạn cũng nhận, cũng hiểu là nhận ra, hiểu ra. Như vậy hai từ này thì đồng nghĩa nhưng mà nó sử dụng tùy vào ngữ cảnh nó sẽ khác nhau một chút. Ketatta, ketatta và anta. Đối với từ ketatta, bạn cần chú ý gấp đôi phụ âm tờ lên. Tiếp theo là có từ chính xác. Chính xác, thực ra khi mà dịch ra nó mang nghĩa là chính xác, cũng chỉ là một cách tương đối thôi. Còn thực tế đi vào cụ thể từng từ, chúng ta sẽ có là tulimopta, tulimopta, tulimopta. Thì từ này mang nghĩa là không có cái lỗi sai nào cả, hoàn toàn đúng. Tức là chúng ta hiểu là tulimopta mang nghĩa là không sai. Còn cái từ thứ hai là bunmyeonghata, bunmyeonghata, mang nghĩa là rõ ràng, chính xác. Thì như vậy khi mà dịch một cách gọi là na ná đồng nghĩa thì các bạn có hai cái từ này là mang nghĩa là chính xác. Còn trong tùy thuộc vào cái trường hợp các bạn sử dụng thì các bạn sẽ dịch nó khác một chút. Tulimopta mang nghĩa là không sai. Thì các bạn cũng có thể hiểu là không sai tức là đúng, tức là chính xác. Cái từ bunmyeonghata, bunmyeonghata, gốc của nó chính là mang nghĩa là rõ ràng, rành mạch, không lập lờ, không sai sót, không sai trái, thì cũng được quy về là từ chính xác. Tiếp theo chúng ta có từ độc đáo, riêng biệt, khác lạ, đặc sắc. Thì các bạn có từ tukihata, 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 bằng nghĩa là độc đáo, đặc biệt, riêng biệt. Các bạn nối âm lên. Và cái từ thứ hai là sektaruta, 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 bằng nghĩa là khác lạ, đặc sắc. Sektaruta, khác lạ, đặc sắc. Như vậy, điểm chung của hai từ này đều mang nghĩa là chỉ cái sự độc đáo, khác lạ, riêng biệt, không lẫn với cái gì khác. Tiếp theo các bạn có từ từ chối, khước từ. Các bạn có thể sử dụng với kobuhata, kobuhata, mang nghĩa là từ chối, khước từ. Hoặc kocholhata, kocholhata, kocholhata. Như vậy, cả hai từ này đều mang nghĩa là từ chối, khước từ, kobuhata và kocholhata. Tiếp theo các bạn có cái động từ là thắt, buộc hoặc là trói. Thì các bạn dùng với từ meta, meta, meta và từ mukta, 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 đều mang nghĩa là thắt, buộc hoặc là trói. Tiếp theo chúng ta có từ đậm. Ví dụ như nói là cà phê đậm chẳng hạn, thì các bạn có dùng với từ chinhata, hoặc các bạn cũng có từ đậm là từ chitta, 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 cũng mang nghĩa là đậm. Các bạn thử tra từ điển xem để thấy được rằng hai từ này đều mang nghĩa là đậm nhưng mà nó có điểm gì khác nhau nhé. Các bạn tự tìm hiểu xem nhé. Chitta, chitta và từ chinhata, chinhata, đậm. Chúng ta có từ đoán trước hoặc là dự đoán trước. Yechikata, 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 mang nghĩa là đoán trước, dự đoán trước. Hoặc cái từ yesanghata, 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 cũng mang nghĩa là dự đoán trước. Tiếp theo chúng ta có từ khắt khe, tỉ mỉ hoặc là cầu kỳ, rắc rối. Các bạn có từ
can can ha tả, can can ha tả, can can ha tả mà nghĩa là khắt khe tỉ mẩn. Hoặc cái từ ca ta rục tả, ca ta rục tả, ca ta rục tả cũng mang nghĩa là cầu kỳ rắc rối. Can can ha tả thì khắt khe tỉ mẩn này, còn ca ta rục tả mà nghĩa là cầu kỳ rắc rối. Tiếp theo các bạn có từ chịu đựng, các bạn có thể dùng với từ kiên ti tả, kiên ti tả, kiên ti tả, hoặc chăn tả, chăn tả, chăn tả cũng mang nghĩa là chịu đựng. Tiếp theo các bạn có cái cụm từ là nghèo đói khốn cùng thì các bạn có từ kanan hata, kanan hata mang nghĩa là nghèo, hoặc các bạn dùng với pinkon hata, pinkon hata mang nghĩa là nghèo đói khốn cùng khổ sở. Kanan hata và pinkon hata. Tiếp theo các bạn có cái động từ là xóa bỏ thì các bạn có với sắc che hata, sắc che hata, sắc che hata mà nghĩa là xóa bỏ, hoặc chiu tả, chiu tả cũng mang nghĩa là xóa. Ví dụ như các bạn viết bảng và các bạn xóa đi thì các bạn dùng với chiu tả, hoặc sắc che hata các bạn dùng ví dụ như là các bạn sẽ nhìn thấy nhiều khi các bạn làm việc trên máy tính hoặc là điện thoại thì nó hiện ra cái phần là sắc che, tức là các bạn xóa, xóa ảnh hoặc là xóa tập tin gì gì đó. Các bạn có cái từ ghét, trên tiếng Hàn các bạn có thể dùng với xin thả, xin thả, xin thả mà nghĩa là ghét, hoặc mít tả, mít tả cũng mà nghĩa là ghét, cực kỳ ghét ấy. Như vậy các bạn cần chú ý về cách phát âm mít tả và từ xin thả, các bạn nối âm lên phát âm thành âm thở. Xin thả mà nghĩa là ghét, cũng ở một mức độ là ghét, còn cái từ mít tả thì mức độ ghét thì nó cao hơn một chút, rất là ghét ấy, cao hơn so với từ xin thả. Tiếp theo chúng ta có từ phân chia hoặc là phân loại thì các bạn có từ nanuta, nanuta hoặc kubunhata, kubunhata mà nghĩa là phân chia, phân loại. Nanuta và kubunhata. Tiếp theo chúng ta có từ chấp nhận hoặc là tiếp thu đón nhận, các bạn có terojuta, terojuta, terojuta mà nghĩa là chấp nhận, tiếp nhận, đón nhận. Hoặc các bạn cũng có một từ là padaturita, padaturita, padaturita cũng mang nghĩa là tiếp thu đón nhận. Khó nhọc vất vả trong tiếng Hàn các bạn có từ sugohata, sugohata hoặc gosenhata, gosenhata đều mang nghĩa là khó nhọc vất vả. Thường khi các bạn nếu như làm trong công ty Hàn Quốc thì các bạn rất là hay được nghe cái từ là gì nhỉ? Sugohaseyo là một cái từ khích lệ, là hãy cố gắng lên. Còn khi người ta nói là 수고하셨습니다 hoặc là 수고했어요 thì chúng ta hiểu là bạn đã vất vả rồi, đây là một câu khích lệ. Hoặc khi nói là gì nhỉ, 오늘 고생했어요 có nghĩa là thì hôm nay bạn đã vất vả rồi. Thì như vậy 수고하다 và 고생하다 đều hiểu là vất vả, khó nhọc. Đầy đủ sung túc trong tiếng Hàn ta sẽ có 넉넉하다, 넉넉하다, 넉넉하다 mà nghĩa là đầy đủ sung túc, hoặc cũng có thể dùng với 여유 있다, 여유 있다 cũng mang nghĩa là đầy đủ sung túc. Các bạn chú ý về cách phát âm với từ 넉넉하다, các bạn cần biến âm 넉넉하다, 넉넉하다 đầy đủ sung túc. Hiểu, nghe hiểu, các bạn có từ 이해하다, 이해하다 mà nghĩa là hiểu, còn 알아듣다, 알아듣다 mà nghĩa là nghe hiểu. Thực ra thì sử dụng nó sẽ khác nhau đấy các bạn, sử dụng khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh, nhưng chúng ta hiểu là nó đồng nghĩa, tức là đều chỉ cái sự hiểu, hiểu biết. 이해하다 mà nghĩa là hiểu, hiểu biết, còn 알아듣다 thì chúng ta phải nghe rồi chúng ta hiểu. 알아듣다 mà nghĩa là nghe hiểu. Động từ chuẩn bị trong tiếng Hàn sẽ là 준비하다, 준비하다 hoặc 마련하다, 마련하다, 준비하다 hoặc 마련하다 mà nghĩa là chuẩn bị. Làm giảm hoặc là giúp bớt hoặc là giảm lượng thì các bạn sẽ có là 줄이다, 줄이다, 줄이다 mà nghĩa là làm giảm hoặc là giúp bớt.
Còn khi mà nói giảm về lượng, như là làm ví dụ như là giảm về số lượng của cân nặng giống chẳng hạn, thì các bạn sẽ có là kam nhang ha ta, kam nhang ha ta, kam nhang ha ta, mà nghĩa là giảm lượng. Từ ở đây từ riêng thì các bạn hiểu là nó là lượng. Còn churi ta làm giảm rút bớt, có thể là rút bớt số lượng người hay là số lượng gì đó. Còn kam riêng ha ta cũng mang nghĩa là giảm, giảm lượng. Các bạn có ở đây riêng nó mang nghĩa là lượng nhé, nhưng mà khi các bạn phát âm thì các bạn cần chú ý biến âm là kam nhang ha ta. Bài của chúng ta thì gồm 90 cặp từ, 90 cặp động từ tính từ. Tuy nhiên thì mình sẽ phân tách ra làm hai video, và hôm nay thì chúng ta dừng lại tại đây nhé. Các bạn đón xem video sau những cái cặp từ đồng nghĩa còn lại. Chúc các bạn sẽ ghi nhớ và sử dụng thật là thành thạo. Và nhiệm vụ dành cho các bạn đó là gì nhỉ? Khi học xong video này, các bạn hãy cố gắng chúng ta tìm hiểu thêm và các bạn lấy ví dụ với từng từ. Rồi chúng ta so sánh để chúng ta tìm ra một chút ít cái sự khác biệt. Bởi vì từ đồng nghĩa không phải là đồng nghĩa hoàn toàn, mà nó sẽ có một cái đặc điểm riêng biệt. Tức là nó chỉ giống nhau đôi khi chỉ là 70, 80 hoặc là 90% thôi, không thể giống nhau 100%. Chính vì vậy mà các bạn cần phải tìm hiểu thêm để biết được rằng trong trường hợp nào thì chúng ta sử dụng từ này và trong trường hợp nào thì ta lại sử dụng từ khác. Các bạn hãy cố gắng tìm hiểu thêm nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc các bạn học tiếng Hàn càng ngày càng hiệu quả và đam mê nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.